kính chào quý vị và các bạn. Những mẹo nhỏ giúp sạc mà không bị chai pin sẽ giúp người dùng kéo dài thời gian sử dụng pin cũng như hạn chế tối đa hiện tượng chai pin cho thiết bị cảm ứng. Có nhiều lý do để pin của thiết bị cảm ứng hao nhanh khi sử dụng, một trong số đó là bộ phận này chưa được sạc và bảo quản đúng cách. 1. Chỉ sử dụng bộ sạc chuẩn. Ngày nay pin của các loại smartphone và máy tính bảng thường có dung lượng lớn, do đó những cục sạc đi kèm sẽ có công suất lớn hơn để pin được sạc nhanh đầy. Để rút ngắn thời gian sạc pin cho tablet và smartphone, bạn nên sử dụng sạc gốc đi kèm theo máy. Việc sử dụng những cục sạc không rõ nguồn gốc ngoài việc gây tổn hại cho pin còn tạo ra những rủi ro không mong muốn cho người sử dụng. Trên thế giới đã có rất nhiều tai nạn chết người liên quan đến việc sử dụng cục sạc giả nhái được ghi nhận lại trong những năm gần đây. Lưu ý khi sạc pin thông qua cổng USB. Trong một số trường hợp không mang theo bộ sạc chuẩn, bạn có thể sạc pin thông qua cổng USB của máy tính. Một số máy tính đời mới hiện nay được thiết kế với hai loại cổng USB, có cổng USB tiêu chuẩn và cổng USB để sạc. Điểm khác nhau cơ bản của hai loại cổng này là nằm ở lượng điện năng mà chúng cung cấp. Cổng USB tiêu chuẩn chỉ cung cấp được dòng điện có cường độ 100mAh/1 giờ, trong khi cổng USB để sạc lại chỉ cung cấp lượng điện lớn hơn gấp 5 lần so với cổng USB tiêu chuẩn. Đây là lý do tại sao khi bạn kết nối thiết bị vào cổng USB tiêu chuẩn của máy tính thì thiết bị sẽ được sạc pin chậm hoặc có khả năng nó chẳng lên được tí pin nào. Một lưu ý nữa là bạn không nên sạc pin cho điện thoại thông qua bộ chia USB. Vì dòng điện sẽ được phân bố đều cho các cổng USB nên sẽ không cung cấp đủ điện năng cho thiết bị của bạn. 3. Hạn chế sử dụng điện thoại trong khi sạc. Quá trình sạc pin làm điện thoại của bạn nóng lên rất nhiều, trong khi đó nhiệt độ chính là yếu tố hàng đầu ảnh hưởng đến sức khỏe của pin. Theo một số nghiên cứu cho thấy, tuổi thọ và khả năng lưu trữ của pin sẽ giảm đến hơn 30% chỉ trong vòng 3 tháng nếu đặt nó trong môi trường nhiệt độ khoảng 40 độ C. Vì vậy, việc sử dụng thiết bị trong lúc sạc pin ngoài việc làm nóng thêm chiếc điện thoại của bạn còn khiến quá trình sạc pin kéo dài hơn so với dự kiến, từ đó ảnh hưởng cực kỳ không tốt đến tuổi thọ và khả năng lưu trữ. Trên đây là một vài lưu ý giúp các bạn kéo dài được tuổi thọ của pin. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào!